cáp quang biển AAE1 gặp sự cố. Nhiều người sau khi nghe tin này có thể sẽ phải khóc thét vì lo lắng về việc mất mạng những ngày tới đây. Mới đây, tuyến cáp Asia Africa Europe 1, viết tắt là AAE1, tiếp tục gặp sự cố, gây gián đoạn đường truyền Internet đi quốc tế của Việt Nam. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới băng thông mạng của người Việt, đặc biệt khi thời điểm Tết Nguyên đán cận kề. Theo đại diện của một nhà cung cấp dịch vụ Internet, toàn bộ lưu lượng trên tuyến AAE1 đã mất kết nối từ cuối tháng 11 do phân đoạn S1H gặp sự cố dò nguồn. Đây là một lỗi xuất hiện khá phổ biến với các quang biển, thường do hoạt động neo tàu, sinh vật biển hay tác động của các dòng chảy mạnh kéo dây cáp dọc theo đường đáy biển. Đang nói, đơn vị quản lý AAE1 hiện chưa đưa ra thời điểm khắc phục sự cố. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến băng thông mạng nước ngoài, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng của người dùng tăng cao trong dịp lễ Tết sắp tới. Hãy tưởng tượng xem một mùa Tết mà không có Internet để lướt mạng, cập nhật những bức ảnh xinh xắn thì sẽ đau đớn như thế nào đây.